Rồi, chào mọi người ha, tiếp tục đến cái phần 2 của phần cắt tóc. Bây giờ thì tập thứ nhất anh chị phải tìm hiểu về những cái kiểu tóc. Bây giờ và anh chị phải làm sao nắm giữ những kiểu tóc đó và những cái tên gọi. Vậy sau này những cái tên đó, những cái hot trend, những cái gì đó, ông A, ông B, ông C ông đặt cái tên gì đó thì chúng ta phải tìm hiểu được là cái tên đó có ý nghĩa gì. Được chưa? Ví dụ sau này nó sẽ là hôm nay chia sẻ anh chị một cái bài cắt về các chiếc lá bàn đi, cái lá bàn. Giờ há lá sa kê, há lá gì đó, ví dụ chẳng hạn, anh phải tìm hiểu được nó như thế nào. Và tiếp theo nữa là trước khi anh chị tìm hiểu về cái những cái tóc xong xuôi rồi thì bây giờ về mình học về cái tập kéo. Rồi học về cái thế đứng, học về góc độ, học về đường cắt, học về phân khu, học về chia lớp, học về khung học sọ, học về kiểu tóc. Bây giờ thì chúng ta là cứ vòng vòng những 12 kéo đó thôi. Và sau này anh chị đứng coi tôi cắt tóc hay là coi bất kỳ người nào cắt tóc, mọi người phải hiểu được cái bài cắt đó là nó thuộc cái dạng nào trong 12 kiểu đó, và từ đó chúng ta phân ra và chúng ta phải làm liên tục quanh năm suốt tháng, vậy anh sẽ thành một thói quen. Được chưa? Thì chúng ta sẽ từ từ rèn luyện mình những cái bài cắt riêng của mình đó. Vậy 12 bài cắt này, được chưa, là tôi nói lại là nó gồm có 4 chiều dài và 3 khung hình. Thì bây giờ cái tóc lỡ này tôi sẽ đưa nó vô hành cái tóc gì rồi, cái tóc dài luôn, thì nó sẽ hành cái gì? Tóc dài, tóc ngang và tóc tém, có 3 dạng đó thôi. Vậy khi anh chị bắt đầu anh chị học thì tiếp theo anh chị phải học về cái cầm kéo. Cầm kéo là một cái dụng cụ, bây giờ tôi nói anh chị giống như cái vũ khí của mình vậy đó. Thì mình đã biết rồi thì bây giờ cái vũ khí của mình phải lưu luyện, mình phải múa may ha, mình làm cái sao mình sử dụng cái vũ khí một cách điêu luyện nhất. Và cái khi luyện kéo anh chị phải luyện làm sao để cho nó nhanh nó lẹ, nhiều khi luyện cả đời luôn, luyện một 10 năm 20 năm luôn cũng chưa được. Được chưa? Và tôi chỉ cho anh chị là một số các thầy nè, giống như là thầy Thanh Kinh nè đó, bây giờ là 50 60 tuổi rồi ổng vẫn còn luyện kéo và cái đường kéo ổng rất là đẹp đó. Thầy Ngữ Á Châu nè đó, thầy Hà nè, thầy bảy mấy tuổi, thầy Con nè đó, là 8 mấy tuổi, 7 mấy 8 tuổi vẫn còn luyện kéo. Thì mắc gì chúng ta không luyện. Vậy mỗi người có một cái thực cầm kéo khác nhau, người nào càng luyện ra một cái chiêu thức gì đó, được chưa, là do cái gì, cái ý thức và phụ cố gắng và cái đam mê của mọi người, được chưa, để mọi người luyện kéo. Vậy về căn bản mọi người mới vô học thì mọi người phải tập, được chưa, tập luyện kéo. Và tập như thế nào, được chưa, thế nào thì chúng ta phải bắt đầu thì tiến hành. Tôi giới thiệu sơ anh chị một số đường cắt. Được nha, đây là đường cắt trên, ngang trên thì chúng ta phải phải tầm phải tập. Được chưa? Vậy khi đó chúng ta tập đường cắt này thì chúng ta phải cầm cái kéo nè, giờ ai cũng biết cầm rồi ha, cái ngón này ngay đây và cái ngón này ngay cái khớp này. Được chưa? Và nguyên cái đường cong của cái kéo này nó sẽ nằm ngay cái khớp này, cái khớp này, khớp này. Và khi cái kéo chúng ta cầm làm sao, được chưa, mà nó thẳng, cái kéo nó vẫn vẫn thẳng vậy, nó không có sụ sụ xuống. À, thẳng lên vậy đó. Rồi tiếp theo nữa chúng ta đưa cái ngón cái vô, ngón cái chúng ta không được chọt như vậy và chúng ta cầm vậy ha. Vậy chúng ta đưa vô, chúng ta tập ha, tập 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 nè. Rồi chúng ta đứng xuống như vậy luôn, chúng ta tập tập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7. Được chưa? Và anh chị canh thấy dùng 1 phút anh chị tập khoảng chừng 180 cái, 250 cái, phải cố gắng có tâm đứng tập. Và khi anh chị tập đường cắt này là anh chị sẽ tập được những đường cắt này, đường cắt đường này đó. Sau này thói quen đó. Đúng không? Rồi đứng tập. Tập xuống rồi xong buông cái tay ra để thẳng ra gồng lên, rồi tập tập từ đầu này đó, từ này rồi xuống đây luôn, tới sát đây luôn. Người nào tập càng dẻo buông vuông góc, tập vuông góc, tập vuông góc, tập không cần phải kéo gì hết á, vuông tập 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 chừng nào mà nó nhức cái xương, nó nhức luôn cả cái vai, nhức luôn cả nửa bên đây luôn, và từ từ nó nhẹ nhẹ dần lại thì anh chị sẽ biết tập kéo này đó. Do cái tay mọi người cứng hay là những người tay nhỏ hay là tay mỏng hay con gái hay con trai, được chưa, thì nó khác. Mọi người phải cố gắng tập tập làm sao cho cái này, cái gì luyện kéo được là những cái việc khác gì làm phải dẻo luôn đó. Rồi khi đó anh chị xếp kéo lại, thì xếp kéo lại anh phải xếp cho nó chặt vô vậy, thì anh phải tập này, đưa tay vuông góc, tập tập xếp kéo đó. Cái ngón cái này không không dài dài nha,
đưa cái này vuông góc đó. Đó. Thì tập những cái gân, những cái tay của mình đứng thẳng thẳng lên, tay thẳng lên, tập làm sao nguyên cái nó mỏi nó liệt luôn, cho nó thật luôn, nó liệt mỏi luôn, từ từ nó thành lại. Bây giờ vậy anh chị phải tập ha, và khi tập lại nó sẽ thành cái thói quen như vậy. Bây giờ hoặc là khi anh chị tập như vậy ha, tập ngược hay là cắt phía bên trái hay cắt bên phải đó, khởi đứng tập người ta làm rất là nhẹ nhàng đó, cái nhẹ nhàng rồi mình tập như vậy, mình làm tập như vậy. Bây giờ vậy khi anh chị luyện được có một chiêu đó thôi ha, là vậy ha, anh chị sẽ học được những này nè, bấm sau đây nè, bấm sau đây nè, bấm ngang nè, bấm xé nè, được chưa? Đó là đây là những đường cắt nhiều nhất ở đường cắt trên trên đây ha. Rồi đường cắt úp, đường cắt dưới làm này thì anh chị phải tập cái kéo nè, đưa cái tay thẳng ra nè, kéo nè, cái ngón này để ngay cái cùi của này, cùi này và ngón cái này sọt vô nằm ở đây ha, cầm này chặt lại, rồi tiến hành chúng ta đây đừng cắt cúp những cái tắc ngang chuối rồi đó, chúng ta cắt những cái này thấy chưa đó. Bây giờ và anh chị tập làm sao vậy, còn chị đưa vậy là thua, anh chị tập như vậy nó mới vuông góc ha, rồi tập như vậy bây giờ rồi tập suốt suốt rồi buông cái kéo ra đó bây giờ. Nhưng mà hồi nãy chỉ có căn bản của cái này rồi đúng không, thì bây giờ đưa cái này rất là dễ đó. Rồi anh chị tập 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 đứng suốt nha, 10 phút, 15 phút, 20 phút, ngày tập 1 tiếng 2 tiếng được không, bảo đảm chị giỏi liền, quan trọng có tâm hay không. Còn anh chị tập kéo mà anh chị tập xíu mỏi bỏ xuống, tập xíu mỏi bỏ xuống, cả đời không luyện được. Thấy không? Giống như anh chị đeo lên một cái đỉnh núi 100 bậc đúng không, anh chị nay đeo được 10, ngày mai cũng 10, bữa kia cũng 10, bữa mốt cũng 10, thì có điều 10 à, nhưng nay 10, ngày mai 20, bữa kia 30, có nghĩa là hôm nay tôi đứng 10 phút thôi tôi mệt, ngày mai tôi tập 20 phút, ngày mai tôi tập 30 phút, ngày mai tôi tập 1 tiếng. Thế chứ thay vì tập gym mày đứng tập này đi, mày về mày ngủ cũng ngon nữa. Thấy chưa? Rồi luyện đó. Thấy chưa? Rồi là xong rồi đó. Trên đời này nó chỉ có hai đường cắt đó thôi chứ không có gì hết. Cứ tập hai cái đó là xong. Còn khi như vậy, như vậy đúng không? Thì nó giống vậy không? Nhưng mà ngược lại, tại đó mình sẽ kéo thôi. Thấy chưa? Rồi khi đó là mình bấm những cái số le nè, đó, những số le. Vậy khi mình bấm được như vậy thì mình quay về được không? Quay về được không? Quay về được không? Mình muốn điều khiển sao đó. Vậy trên đời này mình chỉ luyện hai cái đó là xong. Mà luyện có hai cái đó mà xài cả đời, thay đổi tương lai của mình mất cái gì không làm. Chưa? Rồi đó. Rồi tôi nói thẳng anh chị luôn, lúc nào mà bế tắc cuộc sống nhất đức mà nào mà tôi nói với anh chị cần một cái gì đó để không? Để mình thư giãn gì thay chơi game mình chơi này. Đó. Cứ miết 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 đó. Dạ, đó. Đó, xây thả cái kéo. Yeah. Vậy là cái cách thức cầm cái kéo đằng sau đó đúng trên hai cái đường cắt này. Bây giờ rồi tôi chỉ cho anh chị thêm một cái nữa. Bây giờ cầm kéo có nhiều người cầm như thế, như thế. Có nhiều người là quay. Quay thì tôi chỉ chị quay nè. Cầm cái kéo dài, được chưa? Lấy ngón ngón gì? Ngón ngón tỏ nè. Đánh nó qua. Đánh qua. Hiểu không? Rồi cái cổ tay này lật lại, đánh qua, lật lại, đánh qua, lật lại. Khi cái tay này đi lật, đúng không? Là nó sẽ nằm lên, không phải là múa kéo nha. Gần cái này nè, bỏ xuống vậy, lật con này chịu rồi, bỏ xuống. Người quay phim nó quay đừng nhìn điện thoại chứ đừng có nhìn đây nha. Đó, đó. Đó. Được rồi, nè, cái lại nè, đó. Và cái ngón này bỏ xuống chịu. Vậy khi quay như vậy anh chị phải cầm cái này sát đây, có nhiều quay cái cầm ngoài đây nè chỉ đầu chết hay là còn cầm trong đây thì dễ đứt tay, hiểu chưa? Sát vậy, bấm chặt vậy à. Rồi khi đó anh chị quay mà anh chị phối hợp với cái tay nó lăn nữa đưa nè, thì tạo thành múa kéo chứ không có múa mày, được chưa? Cách thức này đa số là con trai nó nhiều, nhưng mà tôi nói với anh chị nó chỉ thuận phía bên đâu, nó chỉ có thuận phía bên trái thôi chứ bên phải là nó sẽ bị dướng, được chưa? Ví dụ nó thuận phía này nè, ở đây nè, nó quay ra nó không dính gì hết, đúng không? Còn khi anh chị cắt phía đây, đúng không? Quay đâu? Quay vô đầu nó. Hoặc là khi vậy, đúng không? Còn anh chị phải quay đây nè, này, chứ mệt không? Mệt đúng không?
Nên cái người nào càng cao thủ là không cần quay hết, cầm cho đét được rồi. Vậy khi cầm cái chắc, cầm cái kéo nè, đặt cái kéo này nó làm sát vô cổ bà luôn nha, cầm sát luôn, và anh chỉ tạo cho nó một cái gì, một cái chắc gì luôn. Nó cầm vậy nè, cái kiếm mà vũ khí của mình mà không để mình cầm hơi hơi, có nhiều cầm như vậy nè, thầy ơi chắc chắc chết, thấy nguy hiểm thiệt nha. Cầm chắc vô nè, nó cầm vậy nè, ba ngón này cầm cái lược thôi, được chưa? Vậy là chỉ lên trời nè, rồi cầm vậy nè thì chảy vô đầu nguy hiểm không, vậy nguy hiểm không? Em cầm cầm nè, xuôi nó xuôi xuống cái làm cái ọt nó xong luôn. Yeah, vậy cầm cho chắc nè, đừng có giỡn nha, tôi nói với anh chị nha, chưa chắc gì cầm cái kéo đúng nha, được chưa? Chứ đừng có nói này, cầm cái kéo. Yeah, và cái lược nè đó, cầm cái kéo này xong rồi lấy cái lược nè, xây tới xây lui, xây tới lui, được chưa? Và tôi nói thẳng chị, đa số các anh chị bây giờ nó chỉ luyện được cái lược của mình nha, không luyện được kéo thôi chứ cái lược của chị chưa xây được. Có nhiều người bây giờ chải có một hướng lược thôi, ví dụ bây giờ có nhiều người người ta chải có một hướng gì thôi, được chưa? Hoặc là có nhiều người bây giờ chải, được chưa, người ta chải có một hướng vậy thôi, còn cái lược của mình nè mình xây tới xây lui nè đó, được chưa, xui thôi, được chưa? Trả lời rồi, mình cầm cái lược nè đó, rồi mình thay chạy tới chạy lui, rồi chạy 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 chạy. Vậy chỉ có một động tác này thôi, có thể anh chị tập cả đời, quan trọng nhất có đam mê hay không. Giờ anh chị học toàn là biết không đó, chạy chạy anh chạy cái bề mặt này nó láng, anh chạy bề mặt này nó láng, tóc nó sẽ láng. Còn có nhiều người giờ chạy có một hướng mà được chưa? Vậy tôi nói rồi, ngành tóc là rất là đa dạng, mỗi người có một cách làm khác nhau. Vậy anh chị phải tìm cái riêng của mình. Bây giờ tôi thích cầm kéo đó, anh tôi thích cầm như vậy, anh chị thích buồn nha, anh chị thích cầm vậy, chuyện của chị tôi không biết. Nhưng mà làm sao phải chọn, và anh chị chưa có biết nghề thì tôi nói anh chị, cái người đầu tiên chị học là ai? Ông thầy anh chị. Được chưa? Bây giờ là ông thầy, tôi là người dạy lớp 1 cho anh chị nè. Tôi sẽ dạy từng chữ, từng câu, từng chữ cho anh chị. Yeah. Vậy khi đó anh chị cầm kéo được, cầm tất cả rồi tập say, rồi cho chán nản cuộc sống ha, hay vui buồn ABC gì đó rồi ngồng mình quay đó, cố gắng phấn đấu lên ngồng quay cho được, bữa nay quay được, được chưa? Tương lai mình nè, tương lai con cái, tương lai cha mẹ, tương lai tất cả mọi thứ mình đó, gán luyện lên ý chí mình nhẹ, đốt lửa cho anh chị không à. Rồi luyện rồi xong, khi anh chị luyện xong rồi đúng không, đó là chữ rồi. Rồi khi mình luyện mình nhấp kéo được rồi, thế nào? Rồi bắt đầu vô đường cắt nè, đường cắt là đường cắt trên và đường cắt dưới. Hồi nãy tôi nói rồi, đường cắt trên nè, đường cắt dưới nè, đúng không? Vậy với cái tóc dài là mình cắt đường cắt trên nè, đúng không? Ví dụ đây, phải tôi cắt tóc chiếc lá hay gì không, đúng không? Rồi ví dụ đường cắt trên mà ngang nè là cũng là ngang, xéo là xéo, hay như gì cũng là đường cắt trên vậy, đúng không? Thậm chí qua phía đây tự nhiên cắt lên cũng là cắt lên vậy, đúng không? Đây ngay chính giữa hay là hai bên đây tôi trả lên đây tôi cắt, tất cả đều đường trên thì phải mình phải tầm cắt trên thôi, thế dễ không? Còn chuyện nghiêng xéo nghiêng gì đó là do cái đường kéo của anh chị, chúng ta đừng tập, đúng không? Rồi đường cắt dưới, đường cắt dưới ví dụ nè, tóc ngang chuối nè đó, hỏi em con em biết đúng rồi đó, tóc ngang chuối nè đó, đúng không? Tóc chiếc lá phía phía đây nè, bây giờ nó ngang vậy tôi đứng vậy cũng là đường cắt dưới vậy, đúng không ạ? Bây giờ tôi nghiêng vậy cũng là cắt dưới vậy, nghiêng lên đây cũng là đường cắt dưới vậy, là cắt ở dưới, được chưa? Vậy đường cắt này nó sẽ ra bao nhiêu cái đường cắt nữa là phụ thuộc cái gì, cái tay chị nghiêng theo hướng thế nào, được chưa? Gọi là hướng kéo tóc, được chưa? Vậy anh chị phải luyện rồi, cả đời người chỉ luyện hai cái này không luyện được, được chưa? Thấy không thông? Rồi khi đó anh chị luyện, và có những cái anh chị bây giờ không luyện kéo được, nằm ở đâu? Cái kéo của anh chị, cái nhất là tay cầm sai, cái thứ hai nữa là cái kéo của anh chị, được chưa, là sợ đứt tay. Anh chị cầm cứ ở ngoài không à? À đó, bây giờ ví dụ anh chị yếu nha, tay nghề là mới chưa có biết nghề đó, buộc không thông lại à, và cầm cái kéo nè, đưa từ đây lấy cái mũi kéo đẩy vô cái tay,
đẩy một đường thẳng hoài luôn, hiểu không? Rút ra rút vô với nhau. Và đặc biệt khi anh chị phải thấy cái mũi kéo này nó phải gì, nó phải đi trên lòng bàn tay này, không được nằm ngoài đây nha, không được vậy là cắt không xét. Đây là cái thước để đo một đường thẳng, một đường xéo, một cái gì đó để mình cắt, đúng không anh chị? Cắt phải tự định tựa chứ. Có nhiều người cắt tóc nè, có nhiều người cắt tóc dài không thì sao biết chính xác, lấy cái gì để lo chính xác, đúng không? Phải đây nè, đó đường cắt của tôi nè, xéo nè, ngang nè, đúng không? Hả, đứng nè, đúng không? Rồi tập đây, tập vuốt 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 như này nè, và chỉ cho chỉ nè. Khổ nhất là những người con gái da nó mỏng, nhưng vì đam mê người ta phải phấn đấu cố gắng. Rồi tập luyện đó, rồi đứng nè, chân trước chân sau nè, trụ nè, chân trái đứng trước chân phải đứng sau nè. Có nhiều người anh chị đứng dậy cắt tóc vậy, dạ cắt tóc vậy, nhìn cái mặt nó láo láo không, đúng không? Đứng làm sao 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 nó thể hiện con người của mình này. Đó, rồi đứng rồi cắt. Vậy anh chị có đủ kiên nhẫn đứng tập ở này 10 phút không? Bữa nay tôi mệt quá đứng 10 phút, ngày mai tôi phải đứng 15, 11 phải đứng 20, bữa kia đứng 1 tiếng. Mà khi anh chị đứng từ 30 phút trở lên rồi là anh chị thành công à, tôi hứa với anh chị luôn. Người nào mà đứng trụ y chang vậy nha, làm hai cái chân nó liệt luôn, hai bên nhất luôn. Y chang mình tập game nha, mấy ngày đầu tập rất là mệt nhưng mấy ngày sau là nó thành thói quen. Vậy ai có ý chí, anh chị có không? Thằng nghèo thằng khổ có ý chí đó không? Luyện nè, tôi sẽ cắt tóc hả, cái đường cắt tôi sẽ đẹp hơn mấy người ta, thế đứng tôi sẽ đẹp hơn người ta. Người ta coi tôi xấu, người ta coi tôi quê, người ta tôi giống như cái là con khỉ con gì kệ người ta, nhưng mà tôi đứng thấy tôi đứng khác khác, tôi là xấu thiệt nha, nhưng thế đứng của tôi là hơi bị đỉnh á. Dạ rồi xong, nhớ lên chắc nè. Rồi ai ai nằm gì làm được nghe không? Không tập nha. Rồi cận cảnh xíu này xíu. Rồi thì đó mình đã tập cái này quen rồi đúng không? Ít nhất cũng chạy cũng cũng xước xước 2-3 ca đường ha. Rồi xong mới mở cái kéo ra nè, bắt đầu mình chắc luôn, lấy cái đường kéo ngay cả ngón cái nè làm điểm tựa đẩy vô. Dạ ha, rồi đẩy vô. Và khi cắt là anh chị phải nhớ nè, khi anh chị cắt nè, anh chị rút ra anh chị cắt nha, rút ra anh chị cắt nè, ví dụ cắt nè, rút ra cắt chứ không phải là đẩy vô cắt. Anh chị cắt tóc mà cắt bằng cái mũi kéo là dễ bị dảnh nha, cắt bằng cái thân kéo à, nó mới láng. Anh chị đi chặt một cái bó rau, một miếng thịt, coi nè, anh chị lấy cái mũi kéo anh chị chặt không, cái mũi dao anh chị chặt không, anh chị phải lấy cái thân chứ, đúng không? Anh lấy cái thân anh chị khứa ra nó mới mượt chứ, còn thấy chị làm bằng cái mũi không thì sao nó sười, đúng không ạ? Tại sao anh cắt tóc bằng cái mũi? Đây rồi, đây vuốt ra cắt cắt, rồi vuốt ra cắt cắt cắt, chứ không phải đẩy vô cắt. Mấy người đẩy vô cắt còn đứt tay hết, tại vì đẩy cái tóc thì nó chạy vô đứt tay. Rồi xong mở kéo ra nha, mở kéo ra ha. Đó, mở kéo ra, vừa mở vừa cắt, vừa mở vừa cắt, vừa mở vừa cắt, vừa mở, vừa cắt được chưa, đúng không? Đó rồi xong rồi lấy cái đầu ken giả, còn nhà nghèo quá không có đầu ken giả, hồi xưa tôi khỏi đâu có đầu ken giả. Anh chị mua cái dây ni lông á, dây lông cuộn á, buộc vô một cái điểm tựa cửa sổ cái cây gì đó, rồi xé nó ra đứng cắt, hay là dây báo cắt được chưa? Còn bây giờ anh chị chờ đợi người ta, anh chị có sẵn rồi không chịu cắt này đó. Vậy ông thầy tôi ông chỉ tôi rồi, đúng không? Rồi ông chết ông gì kệ ông, tôi phải đứng tôi tập được chưa, để tôi đền cái gì, đền cái sự nhiệt tình của ông được chưa. Rồi ai đứng được trong vòng 10 đến 15 phút, 20 phút, hay thậm chí 1 tiếng 2 tiếng để tập này, tôi nói chị là anh chị là con số 0. Và khỏi đi tập gym, tập cái này không là tụi nó còn hơn mấy lần tập gym nữa đó. Còn cái kéo người ta nè, cầm nè đó, đẹp gần chết đó. Rồi vậy mấy người thợ hai mấy người kia, còn cái tay của anh chị nè đó, làm sao cầm bài hai cái này thôi, có nhiều cầm dày, cầm dày thì tóc dài được nha, muốn tóc ngắn phải sửa lại à. Vậy cái tay của mình để cho vậy, hồi xưa tôi nói với anh chị nè, anh chị coi cái tay phía bên tay trái đây nè, anh chị thấy không, cái này nó khít nè mà đây rất là hở đúng không, hai cái tay hầu như cái độ hở nó giống nhau. Bây giờ rồi tôi muốn cái tay này, ủa sao tôi có thụ mình tóc hay gì vậy ta, tôi không luyện được, tôi không tập được, sao cái tay cong cong cong, anh chị tin không, tôi lấy hai cái cây tre
nha, tôi cặp nẹp ấy không buộc lại nó tím hết này luôn, tôi uống cái sưng tôi cho nó bằng luôn, tôi đam mê tới mức độ đó, anh chị không? Vậy anh chị có làm được không? Giờ lấy cái muỗng đi cặp vô đây đấy rồi thử coi. Còn khi cái này tôi luyện được cái này nè, nó khít rồi thấy chưa, nhưng mà cái này còn hở, tôi phải nghiên cứu, tôi lấy cái ngón tay tôi bấm này lại cho nó khít luôn. Anh chị hiểu tôi nói gì vậy? Mỗi người khuyết tật một cái gì đó phải tìm một cái gì hết chứ, anh chị đừng có đổ thừa tại cái tay em công, tại cái tay gì hết đó. Chị không có đam mê, anh chị không có nghiên cứu riêng của mình, được chưa? Không có đổ thừa, cái gì làm cũng được hết đó. Rồi nè, cầm cái lượng nè, trả vậy nè, đó trả vậy nè, đó trả vậy nè, được chưa? Đó rồi xong nhạc hay không đó, rồi tập 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 vậy ai làm được, được chưa? Rồi xong bắt đầu tiến tới mình tập cũng muốn được cái trên luôn, nhưng mà nó xéo xíu là phải cắt tóc chiếc lao không? À. Rồi mình tưởng tượng đây là tóc lá nè, để nha, đó tưởng tượng đây là tóc chiếc lá nè, hai tóc uống nè, hai tóc lại ơi gì đó, được không? Hả? Rồi xong phía bên trái và qua phía bên phải nè, đó tập đứng thế đứng nè, đó thấy không? Rồi xong phía phía trước nè, phía sau nè, được chưa? Vậy tôi nói với anh chị là anh chị tập đường cắt trên đường cắt dưới này là anh chị giải quyết được cái tóc dài chưa ha. Rồi tôi phối hợp giữa cái gì, cái thế đứng, cái đường cắt trong cái tóc dài luôn cho anh chị coi nè, đứng với cái thứ thế nè. Rồi bây giờ tôi cắt một cái tóc là chân trụ chân trái nè, đây nè, có cái vụ gì anh chị cắt tóc nè, tôi nói anh chị nó dài nè, tôi nói anh chị nè, một vị tướng cầm vũ khí lên, được chưa, ra chuẩn bị đánh trận đúng không, và cái người mình cần đánh trận là ai, là khách hàng của mình đúng không, vậy anh chị phải anh hùng lên chứ, anh chị phải lấy tinh thần của khách hàng mình chứ, hay sao 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 chứ, được chưa, anh chị đi ra hả, cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, được chưa, xong rồi lù khù lỡ khởi giống như tôi hồi xưa vậy, tôi nói với chị vậy. Rồi xong ha, rồi ra khách thấy anh chị là người ta gung tới à, còn chị anh hùng lên cầm kiếm đâu lên, anh hùng lên tự tin lên, được chưa? Ờ chị ơi, tất các bạn sao sao vậy chị, đâu khách tự tin liền, tôi nói với chị hồi trưa tôi xấu như một con khỉ luôn, tôi nói với anh chị luôn, ai cũng coi thường tôi tấn á, tôi nói vậy cho anh chị hiểu á, rồi khi á tôi phải cố gắng phấn đấu tôi mới biết được cái chuyện này chứ, làm sao 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 tôi biết tôi chuyển gì được. Và tôi nói thì không phải là tôi không nói chuyện nhỏ nhẹ khách hàng đâu, tôi cực kỳ chiều khách hàng luôn, nhưng mà tôi nói về tôi mà đứng nhìn nó một cái là khách sợ liền. Rồi đứng nè, đó thấy đứng nè, bây giờ cái tóc ví dụ cái giờ cái tóc chiếc lá đi đó, chiếc lá đó, bây giờ tôi cắt cắt chiếc lá nè đó chẳng hạn, được chưa? Đó rồi cái tôi cắt cái tóc uống nè đó, ra vẻ phong cách quá, được chưa? Anh chị muốn hành người đặc biệt là anh chị phải có, tôi đâu có múa mai quay cuồng nhiệt tay đâu, phong ra vẻ tôi chỉ là đúng làm sao mà nó chuẩn để mình cắt cho nó thuận tiện, được chưa? Và tôi cảnh báo cho anh chị nha, thế đứng sai một cái là đau lưng, sau này cái lưng của gì sẽ bị đau, bị trật khớp lưng luôn, được chưa? Đến 4 tuần tuổi 5 tuổi thoát gì điểm hết. Rồi phía bên này, phía bên đây nè, đó đứng bên đây nè, đó là góc độ hướng tóc và góc độ nó chuẩn liền. Còn bây giờ thấy đây nè đúng không, còn anh chị đứng ở đây hả, còn anh chị cắt vậy hả, quằn cho quay cắt lên, đứng dậy sao cắt, anh chị thấy rất lớn không? Nên đây mỗi người hãy chọn cho mình một thế đứng riêng của bản thân của mình. Còn em idol thầy quá, em thần tượng thầy quá thì phải giống y như tôi, ví dụ chẳng hạn, tại tôi thích ông quá tôi phải giống ông, còn cái chuyện anh chị có quyền chọn cái gì riêng cho anh chị,
ngay cả mấy người thợ tôi đã nói rồi mà, bây giờ cái tóc uống phía bên trái khác sao đứng sao, phía bên phải đứng sao, là cả đời phải đứng như vậy, cái ngang chuối phía sau đứng sao, phía bên trái đứng sao, phía bên phải đứng sao, cả đời phải đứng như vậy, cái tóc tém phía bên trái đứng sao, phía sau đứng sao, phía bên phải đứng sao, cả đời cũng như vậy. Những cái việc đó nó sẽ hình thành cho mình là một cả đời bản mình phải theo cái khuôn khổ. Thì lúc đó tôi nói với anh chị là bây giờ có cái người mà muốn mày bây giờ mày đổi thế đứng đi, cho mày 10 triệu 20 triệu cũng không đổi được nữa, tại vì nó đã quen rồi, bây giờ đâu đổi được, bây giờ chứ cái ngàm gì đưa vô cái lụm, đưa vô cái lụm đâu có lấy được. Vậy anh chị cắt 10 cái tóc giống nhau hay 100 cái tóc giống nhau thì anh chị sẽ khách hàng. Tôi nói là một thế đứng sai thôi nha, ví dụ cái tóc này hôm nay cắt vậy nhưng mà lần sau cắt thế đứng nó khác là nó ra kiểu tóc khác rồi á. Tại ông hỏng em cắt sao đẹp dữ vậy, sao em cắt sao xấu dữ vậy, bữa nay vui thì cắt đẹp, buồn cái xấu, không phải vui đẹp buồn đâu, thế đứng với đường cắt với cách cầm kéo của chị hoàn toàn sai. Và tôi nói thẳng chị nha, 70% thợ tóc bây giờ tôi nói anh chị chỉ biết cầm kéo cho vui thôi. Thấy không? Em học còn học cái tóc và học cái kiểu rồi không à, có luyện được á, có nhiều đàn nam nha cặp kéo là đẹp á, luyện được á, nhưng mà không hiểu ý nghĩa của nó như thế nào. Rồi xong là được cắt lên, được cắt dưới được chưa ha. Rồi bây giờ tôi xi giáp kiểu cho anh chị trên ba dạng tóc tôi nói rồi, tóc lỡ tôi gán vô chung luôn nha. Sau này là đừng có hỏi tôi 12 cái tóc đó nha, mà chỉ là 9 kiểu tóc thôi. Đồng ý không? Không biết nói hả? Và ai hỏi tại sao như vậy thì anh chị giải thích giùm tôi là cái tóc lỡ với tóc dài giống nhau, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ cắt cho anh chị coi một cái kiểu tóc dài ha. Vậy bây giờ nè, mấy bạn thợ đứng dậy chỉ cho coi luôn nè. Nè. Bây giờ nè, tôi quyết định là cái tóc uống của tôi nha, cái tóc uống của tôi phía bên trái là tôi đứng thế đứng này tôi cắt đúng không, đứng này tôi cắt đấy à, hay là tôi đứng thế đứng này tôi cắt, cả hai thế đứng đều đúng hết được chưa, nhưng cái nào thuận tiện mình thích thì mình làm đấy à. Rồi phía bên phải được chưa, là tôi đứng như vậy từ dưới tôi cắt lên được chưa, hay tôi đứng như vậy tôi cắt xuống, thì hai cái đường cắt nó giống nhau, thế đứng cũng tương đối nhưng mà trên dưới, thì bản thân của anh chị phải chọn cho mình một thế đứng là cả đời mình nếu cắt cái tóc uống là phải đứng như vậy. Anh chị hiểu không ạ? Còn hàng nào giỏi nữa là góc độ chênh lệch bao nhiêu phần trăm với gì, với đầu của khách, bao nhiêu phần trăm với cái ghế bên đây, bao nhiêu phần trăm với ghế nào kỹ, còn không kỹ thì không cần, được chưa. Còn tôi nha, anh chị coi tất cả cái tóc uống nha, sau này mà anh chị thấy tôi làm khác gõ đầu tôi, nói sao ông dạy tôi vậy mà ông làm khác đúng không. Bây giờ phía sau cái tóc uống nè, tôi đứng vậy nè tôi cắt nè, được chưa. Đó rồi qua phía bên đây nè, tôi di chuyển lần 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 lên nè, đó di chuyển lần 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 nè, đó di chuyển lần lần lên nè, rồi qua phía bên đây được chưa, tôi cắt lại cắt luôn, và hai cái tay khớp vậy nè, và tôi di chuyển lần lần lên nè, và tôi di chuyển lần lần lên nè, được chưa, tôi cắt được chưa. Nhưng tôi cũng nói thêm nha, nếu tôi dạy học trên sân khấu nha, nếu tôi là học sinh sân khấu nha, thì ở đây tôi vẫn cắt được cắt này, nhưng phía bên trái của tôi không cắt này, tôi cắt được cắt này, tại sao, đứng nó đẹp, anh chị hiểu không. Ví dụ đây nè, đứng nó dễ, nó đẹp, đẹp không, đứng này đẹp không, đúng không ạ. Còn đứng như vậy nè, đó nhìn nó không có phong cách đúng không ạ, nhiều khi lên tới đây cái là thấy cái mông nữa, được chưa. Thì tôi phải làm một thứ cho nó rồ đẹp, tôi nói anh chị tôi ngơ ngơ ngáo vậy, anh chị coi tôi lên sân khấu cái tóc nó khác, nó không giống ai. Rồi vài cái tóc uống và tóc chiếc lá, bây giờ tóc chiếc lá cúp nè, nhìn đây
tóc chiếc lá cúp. Bây giờ tôi đứng thế hướng này, không có dày nha, vậy là không ai chịu nổi á. Đứng nghe nè, đó, rồi tôi đổ người về xíu nè, phải chưa? Rồi tiến hành tôi cắt chiếc lá, hoặc là tôi bấm chiếc lá, chưa? Được chưa? Còn 100 tóc, 1.000 cái tóc chiếc lá thì em vẫn đứng thế này. Rồi ra phần phía bên bên đây, được chưa? Tôi đứng như vậy tôi cắt, được chưa? Còn hồi tôi đứng như vậy tôi cắt. Vậy 100 cái tóc, 1.000 cái tóc, 1 tỷ cái tóc gì tôi cũng đứng một thế đứng đó để cái tóc chiếc lá cúp, được chưa? Hiểu tôi nói cái gì không trời? Còn nếu mà cắt ngang đuôi tóc thì bây giờ lấy ghế ngồi, do cộng hơi quỳ xuống vậy cắt, được chưa? Phía bên trái, phía bên phải tôi cắt vậy, được chưa? Phía bên đây tôi vậy đứng nè, nên thì phải nè. Dạ. Rồi vậy thế đứng của cái tóc dài xong chưa? Rồi mấy tụi em phải hệ thống lại, tôi thích cái nào thích cái đó. Bây giờ tôi nói ví dụ nha, tôi nói ví dụ nha, có một người nó khuyết tật có một chân bên đây, tôi nói ví dụ nha, thì cái thế đứng này không được thầy ơi, thầy đổi cho em cái khác thì mai ra đổi thôi. Mỗi người có một cái đứng chứ, nhưng anh chị phải làm sao chọn cho mình cái đứng chuẩn để hai bên nó đồng nhau. Tại sao cắt có lúc người bên bên cúp bên hông là vậy đó, chưa? Rồi vậy xong, bây giờ tới ngang bồng ngang chuối, đúng không? Đúng không? Tôi lật này cho dễ học luôn nha. Ngang bồng ngang chuối, vậy bây giờ cái ngang chuối là phải tạc về sau cắt không? Cắt bụi chuối nữa. Vậy khi phía bên trái này tôi phải đứng dậy tôi cắt không? Và cắt mình cắt gì? Mình cắt dưới nè. Được chưa? Nè. Tôi đứng như vậy nha. Cắt. Còn phải lấy cái ghế ngồi cắt. Được chưa? Rồi, phía bên đây tôi phải đứng phía dậy tôi cắt không? Còn không cần phong cách lắm, phải dạy cũng được nữa. Còn hoa dạy cũng được nè. Còn hoa dạy cũng được nè. Bây giờ vậy 100 cái tóc ngang chuối, 1.000 cái tóc ngang chuối, 1 tỷ cái tóc ngang chuối, vẫn đứng hai thế đứng đó cho phía bên trái và phía bên phải giống nhau được không? Đúng không? Rồi học xong thôi, luyện xong thôi hết, tay nghề mình giỏi lắm, giỏi luôn. Bây giờ thấy cái ông idol của mình nổi tiếng, ông về ông đứng thế đứng gì đó, đúng không? Tôi nói ví dụ vậy, đứng gì đó đó, ồ rồ quá, nhìn anh rồ quá đúng không? Đó, rồi đổi thế đứng của mình. Khi đổi thế đứng là đừng cắt sai luôn, hướng tóc sai luôn, là cả đời mình hư luôn. Anh chị thấy nó nguy hiểm không? Rồi qua bên đây đó, rồi. Đó, thấy cái ông đó rồ quá đúng không? Đó, tào lao gì á, cái nhà mình đã xây xong, cái nền đã xây xong, được chưa? Có gì thì phải đổi cái tầng nhà thôi, hoặc là sơn cái màu mới thôi, chứ không được bây giờ đổi làm cũ. Từ cái cũ gì, cái này cũ gì bị hư đó mày hay á, từ cái này cũ bị hư mới bỏ thôi. Còn tất cả mọi thứ là cái việc học của mình là sẽ đi theo mình, mình chỉ học những cái mới là đâu ở tầng cao. Bởi tôi nói là nâng cao một tầng mới là nâng tầng cao chứ mất nâng với ngọn đâu. Còn anh chị có một cái tội, ai đòi một người nào cái là đổi đổi ra tức lớn hết rồi. Nếu bây giờ tôi nói ngành tóc bị tẩu quá nhập ma hết rồi, tôi nói anh chị bây giờ rồi, anh chị tìm một ông thầy nào để hệ thống đứng kiểm chị đường cắt, đứng kiểm thế đứng, đứng kiểm cái kéo anh chị không? Có ông thầy đó ông chị chặt tật lầu dục nó thẳng anh chị luôn á, người ta đâu có rảnh đâu ngồi nghiên cứu cho anh chị. Vậy chị có tôi mắc gì không luyện? Có tâm đâu mà luyện, có đam mê đâu mà luyện. Rồi vậy xong cái ngang chuối chưa hả? Chừng 1 tỷ cái tóc ngang chuối này không? Rồi tới cái tóc tém, tới tóc tém thì phía sau mình lấy ghế mình ngồi, đúng không? Phía trước á thì nó tạo độ bay, có nhiều người tạo độ bay, người ta đặt cái kéo vậy nữa nè đó, rồi người ta cắt phía cái gì, phía bên gì, phía bên phải, đúng không nè? Thật sự cái tóc tém nó y chang tóc gì, y chang cái tóc uống bung của mình vậy đó, cứ tạc về trước cắt nè đó. Rồi cái phía bên này
Thì người ta đứng ở đây, người ta cắt ngược lên. Được chưa? Cắt ngược lên. Đó. Vậy đối với tôi cắt đường cắt tóc tém vậy. Bây giờ 100, 1 ngàn, 1 tỷ cái tóc tém tôi đứng y chang vậy hết. Đã đụng tới tóc tém là tôi phải đứng hài thêm đó. Vậy bây giờ có gì? Có 3 cái loại dạng tóc thôi. Thì anh chị phải chọn cho mình 6 thế đứng. Anh em hiểu không? Còn 6 thế đứng này là cả đời mình phải gắn bó, làm sao mình uống cái xương, uống cái gì, cái gì, uống cái xương hay uống cái tư tưởng này mình phải đứng trong đó. Còn giỏi hơn là cách khoảng cách từ khuôn mặt này ra bao nhiêu độ tôi đứng thế đứng đó. Vậy hôm nay cuộc đời tôi chỉ học một thế đứng thôi. Khi thế đứng tôi giỏi, cách nghĩa tôi giỏi là tôi đã có nhiều 30% lấy lòng khách hàng rồi đó. Còn chỉ cầm kéo ra nữa, cầm cái kéo thì lơ ngơ lá ngáo chải cái đầu là muốn chỉ vô đầu người ta. Nhưng cái mặt là còn non mà, còn trẻ mà, con mắt đâu có thần thái gì đâu. Không, mà tay nghề còn yếu nữa là chết. Không có thần thái do nhỏ tuổi thì tay nghề phải giỏi. Đúng không? Rồi ra, tôi thấy chị cầm cái kéo chạy khăn vô, tu gung tới đó, chị nói tới khách. Phải luyện chứ. Rồi, vậy thế đứng. Vậy thế đứng của 6 kiểu, thế đứng của 9 kiểu tóc này có ai không biết không? Rồi câu video này 1000 là 100 lần, câu chuyện nào mà thuộc thì thôi, coi nào biết thì thôi, nào không hiểu hỏi tôi và luyện được hay không. Rồi luyện tập đi. Rồi sao tôi báo cho anh chị một tin, tôi là trùm quay kéo nè, tôi nói với anh chị luôn. Hồi xưa tôi múa, tôi nói với anh chị tôi cắt tóc rồi tôi sân khấu tôi múa ghê lắm. Yeah, tôi vui trong người, tôi chỉ cho anh chị. Tôi nói ví dụ nha, các anh chị nói là khi phi kéo đúng không, là cắt không chính xác, họ lĩa chỉ tùm lum, họ dảnh tùm lum, họ đứt không đúng chỗ là do anh chị không có biết đó nha. Cặp mắt hay tay nghề gì còn yếu á, chứ tôi nói thẳng với anh chị luôn, tôi nói là mấy người trời ơi ông thầy thấy cái hồi này coi nha, dảnh tùm lum nha, lĩa chỉ luôn nha, ông phi kéo có đứt đâu nha. Tôi phi kéo nó khác với người ta một chỗ là gì? Tôi kiểm soát được cái gì? Được cái độ mỏng dày của từng lai tóc. Và tôi sẽ biết cắt ở đâu, tôi biết làm cái gì ở đâu, đâu, đâu để tạo nào. Và tôi biết được cái phương hướng khi tôi phi kéo. Chứ không phải ông mấy ông nội quơ, tùm lum đứt đâu, đứt đâu. À, tôi nói ví dụ nha, cái tóc cúp nè, đó, bây giờ nè. Đó. Bây giờ tôi cắt nè, cắt, đúng không? Là phải tóc ở dưới này nó ngắn, trên nó dài không? Và tôi di chuyển là giống như là cái hình vô ớ quậu xuống không? Rồi đây là cắt chậm không? Rẻ không? Vậy chuyển biến cái tình trạng này lên là thành nhanh. Thì nó phải trên ngắn như dài cung cấp vậy, đúng không? Còn phi kéo tôi nói ví dụ anh chị nè, đây có nhiều người để chỗ quơ hoài không biết gì hết. Mà tỉa tóc là đây nè, giữa nè, cái giữa nè và tới ngọn nè. Người ta di chuyển vậy lấy cái gì mà tôi nói với anh chị? Tôi đâu có để một chỗ tôi quay đâu nè, từ cái tới ngọn nè. Và khi tôi muốn gớt con tóc này, tôi nhìn con tóc này tôi thấy cái này nó dày ha, ví dụ cái lai tóc này dày à, tôi thấy dù cái lai tóc này tôi thấy cái cọng này dày, con này nó mỏng nè, chưa đứt nè, đứt nè, cái này buông xuống nè, mỏng buông xuống nè, đứt nè. Cái não tôi điều chỉnh được. Được chứ. Ta ăn cái có chủ đích đàng hoàng, chứ không phải đơn giản như anh chị nghĩ mà cũng quơ tùm lum. Còn lật ngửa tóc nè. Đây nè, cắt ra nè để tạo sole nè, đúng không? Nè. Đúng không? Tạo sole nè. À, rồi bây giờ anh chị quơ từ cái ngọn nè. Rồi thằng nào nó không biết đem đây tạo được không? Nhưng mà tôi không có dạy anh chị cái này nha, tôi không muốn chị học đâu. Đấy không? Rồi xong hai mấy đường cắt này mấy giờ nhớ chưa? Rồi từ cái này anh chị phải nâng cao hơn là gì? Cắt đường cắt bằng thì nó không có hồn, đúng không? Bây giờ mình cắt đường cắt sole. Vậy muốn cắt đường cắt sole thầm cái kéo sát vô ngay giữa này, cái ngón cái khoen này nè, ngay cục xương luôn, còn gì nó lọt cho cục xương chút cục xương được, để ở ngoài là không có sole được nha. Có nhiều người cầm ở ngoài nha, có sole vậy là nhìn không được, không đẹp, cái đường kéo nó không chính xác. Phải cầm cái kéo làm sao nó chắc nè, nó ngay cục xương như nè, cầm như vậy nè, ngay cục xương như nè,
Đó. Vào nhà cầm kéo vô rồi bấm xà len ha, rồi bấm xà len nè, anh chị đưa cái kéo này vô ha, rồi tiến hành nè, đó là đặt cái mũi kéo lên rồi tiến hành chọt ha, phải liền nha đó, rồi chọt 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 nè đó, cậu thôi nè đó, ngồi chọt giống như hồi nãy mình tập vậy đó, thấy chưa, chọt một đường thẳng nè, thấy chưa, coi nè, cắt nè, cắt 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 thì nó không đứt nha, còn ai mà chọt vô mà bấm vô cái này là đứt nè, được chưa, à được chưa, kéo cái cắt nè, kéo cái cắt nè, kéo cái cắt nè, quay sát cho nè, được chưa, kéo cái cắt nè, kéo cái cắt nè, cắt cái này, được chưa, đó 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 đó, được chưa, hiểu không, thì làm sao mà tôi nói về anh Đức nè, đó kéo cắt nè, kéo cắt cắt kéo cắt kéo rồi cắt nè, được chưa, thì làm sao mà anh chị được vậy. Lúc này cái tóc chiếc lá của mình anh chị cắt bằng, nhưng mà chỉ bấm xoay lại nè, đây nha, không có được như vậy, vậy bấm là không chính xác, là không biết bấm cái gì nha đó. Và khi anh chị bấm như vậy nó sẽ ra đường cắt luôn nha, anh chị thấy cái kéo không, có mũi không, cả đời liền chắc được nha, nếu không liền cả đời đi không được à. Ủa chưa? Rồi hạ xuống nè, tóc chiếc lá cúp nè, rồi hạ xuống nè, chiếc lá cúp nè, được chưa, rồi qua phía bên đây nè, còn bên phút này của tiếng nha, chưa, rồi điện chưa, rồi liền cái tóc ngang chuối nè, ở chưa, còn cái tóc tém thì giống tóc chiếc lá vậy đó, giống như tóc uống vậy đó, mình cũng tỉa cho vậy luôn, được chưa, vậy tôi sẽ chỉ cho chị những cái tha le nè, còn những cái đỉnh đầu nè, chỉ tha le à. Và đừng ngồi đó mà ước nha, em ước chống thầy không ước gì hết, ta luyện cả đời người ta ước cái gì đây, từ tập, được chưa, cái nghề này nó ngộ lắm, cái nghề này anh chị đừng có nghĩ là anh chị thành công gì á, anh chị cứ tập và luyện hết những cái gì cái nghề nó có, cứ cứ ai dạy cứ học, tự động thành thành công sẽ tới anh chị, đừng nghĩ tới tiền luôn, tự động luyện tập thành công cứ, khi mà anh chị đã giỏi nghề tự động tiền nó tới luôn, cái nghĩ tới cái gì, còn ai tên giàu kiếm tỷ 2 tỷ 3 tỷ chuyện của người ta, mình phải tính mình ngồi đó mơ ước rồi chán nản cuộc sống, sao cái anh đó cũng học giống mình và anh có 1 tỷ chắc gì không làm tóc không, hay không trúng số, anh chỉ phải ngồi anh chỉ câu lại chứ, mình cứ học đi, đam mê trước đi tính tiếp nha, rồi xong xong, và tôi gây quay cận cảnh cho chị lại nè, đó này cận cảnh đây nè, đó đặt cái ghế nè, cắt nè, thấy chưa, rồi cắt nè, thấy chưa, đó rồi cắt nè, thấy chưa, rồi cắt nha, bây giờ để cắt nè, và thậm chí là cắt nè, rồi trong vòng đó tôi nói ví dụ chẳng hạn, rồi sao làm lại cái nè đó, rồi bắt tép tóc cũng vậy, cái lai tóc bắt tóc thì mốt tôi sẽ trong cái đường cắt á, tôi sẽ chia sẻ kỹ cho anh chị cho ha, bắt tép tóc người ta bắt tép tóc có một nút nhạc à, còn chị cắt tóc cũng giống như người ta đâu, kiếm còn có chí hết không mới cắt hả, rồi xong người ta đưa tới tóc lên, người ta chải một cái từ tông chân thẳng điệu nhau, anh chị chải cái nó dùng dùng vậy nè ha, còn có nhiều người cũng ác liệt đấy, chải gì để về cắt đây không chịu đâu, đưa vô cái tay này tuột vô một cái rồi này dùng đây cái rồi cắt bập cái họ đưa cái dài là
từng chi tiết anh chị phải kỹ và phải học hết, được chưa? Đây, bắt tiếp tóc, để yên cắt đi. Còn nếu các bạn cứ đưa về phải bấm về chặt vô. Rồi, đỉnh đâu? Hay chạy kiểm tra đỉnh đâu nè. Còn đỉnh cao nữa liền kéo là gì? Cái kéo này nó không nằm bằng gì? Không giờ nằm được khuôn thì nó sẽ nằm ở đây. Thì anh chị sẽ coi cái kéo mình, cái bán kính của đường tròn nằm bao nhiêu, là anh chị sẽ cong cái đường này, phải tối về phải luyện móc móc gì đó. À, gồng chặt lên rồi móc vô và tạo cho cái tay mình để thành một cái khớp chứ không vậy, đúng không? Cộng hoa này đưa cái tay vô đây nè, đúng không? Đó, còn lấy cái nẹp á, lấy cái bột rồi bó lại, múc cho nó quen này luôn. Hiểu không? Thì lúc này cái cạnh này nó sẽ nằm ngay cái khớp này và mình cần nhịp nhịp này là xong. Đúng không? Là rồ, fashion gì đó tôi không biết. Đúng không? Nhưng mà khó quá cho qua đi nha. Cần luyện cái này mệt lắm. Mình cầm kéo cắt chuẩn được. À, còn ông thầy nó khác, còn người ta nó khác. Đây. Cầm, cầm. À. Được chưa? Được chưa? Phải cắt như vậy nó sẽ vuông góc. Cái ngón này nằm ngoài đây mới vuông góc. Cắt đường vuông nó mới dễ. Được chưa? Rồi, anh đây. Cầm. Và giải quyết được cái tóc dài với tóc ngang, tóc tém vòng 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 cái gì đó thôi. Nghĩa là làm sao mà cái kéo mình cách liền kéo, cách cầm kéo nãy giờ tôi nói gì anh chị, và anh chị làm sao cắt được chính kiểu này và thế đứng tất cả mọi thứ, ok không hả? Làm được không? Nó lớn không? Nó lớn được không? Rồi bao nhiêu năm? 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Là do gì liền được á? Là 5 năm, 10 năm là do anh chị, được chưa? Rồi ngày mai tôi có chết, được chưa? Để cho ổng mãn nguyện, ổng nằm bên kia gì đó thì phải tập những cái gì ổng dạy ngày hôm nay, để cho điêu luyện, cho thuần thục, cho giống như ước muốn của ổng. Anh chị ngộ có một cái nha, khi gặp qua biến cố nha anh chị mới thấy xót thương, còn nếu mà bình thường anh chị không chịu tập. Thiệt, tôi nói thiệt luôn. Bình thường cứ tập đi, mắc cái gì rồi cúng kiến gì đây, được chưa? Nên còn tôi đam mê xuống tội, ôi bắt cái tóc lên là thấy sướng tới, ngồi tập say mê nè, trời ơi. Không, mơ ước sau này mình có tương lai nè, đó này là những cái đường cắt này, sau này là con mình giàu có nè, con mình nó sung sướng nè đó, những cái đường cắt mình càng thành công là gia đình mình càng có tiền, càng hạnh phúc này đó. Đó, mơ ước sau này mình làm đầu mổ tóc này đó, ngồi mình cắt mơ ước vậy đó. Còn nếu mà chắc nó còn sống nữa nè, mày coi thường tao hả? Không, mày bỏ tao hả? Đúng không? Mày chê tao nghèo hả? Đúng không? Đó đó, rồi mày xem thường gia đình tao hả? Mày xem thường chồng con tao hả? Mày xem thường vợ con tao hả? Đó chê nè, mày ngồi mày cắt miết như vậy đó, cắt đúng 1 năm thôi mày thành cao thủ liền. Rồi khi có đường cắt có thể đứng rồi ra cộng với biết kiểu tóc nữa rồi ha, là tôi nói với anh chị nha, anh chị gần như có cái nghề là có nội công rồi đó. Rồi xong mới tìm hiểu về góc độ, được chưa? Về khung học sọ, về chia lớp, về kia có thì học chơi, còn không có lên mạng học vẫn được, nhưng mà cái này là phải luyện nè, không luyện là không làm được. Thôi thì tôi biết cái gì tôi chia sẻ anh chị nghe đó, còn nhiều nhiều lắm, nếu mà phân tích ra chắc cần 10 ngày 1 tháng, được chưa? Rồi làm sao mà luyện được nè, từ đầu ngón tay này đến đây nè ha, mà thẹo như vậy nè đó,
đó, gà thẹo nó bấy như vậy nè, gà đúc nó liền. Hồi xưa tôi cũng gắn gáo cho chị thôi, càng cắt càng đứt, mua tôi càng đứt tắt tay tôi càng cố gắng, mà tôi luyện tôi nói tay chị bấy luôn. Anh chị tin nha, cái miếng thẹo này nè, tôi cắt hả nó đứt ra cái miếng thẹo này ra luôn, đứt này ra luôn, mà sao nó lạnh. Anh chị thấy mà không có ai dạy tôi hết, người ta chỉ dạy sơ sơ ở mày phải cầm kéo nha, giờ nhấp 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 đi, mình giờ mình nhấp không càng nhấp cho tay không. Bây giờ tôi đã khổ như vậy tôi mới chia sẻ lại cho anh chị, mà sao anh chị em chịu tập nha. Rồi tiếp theo nữa thì tập tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho anh chị về cái góc độ, anh chị phải tìm hiểu cái góc độ bây giờ. Rồi thôi, chào tạm biệt mọi người.